Dạ, cô tư nữ thì Dương có chút máy không? Vậy là cô chưa có sẵn sàng. Thanh Thủy đang có chút máy phải không? Bữa nay ưu tiên Thanh Thủy trước nè. Thanh Thủy ơi, đưa bàn tay lên. Dạ, Thanh Thủy hiếm lắm mới có chút máy rằng đâu. Dạ, Thanh Thủy, đưa bàn tay lên, mau lên. Nhật Bình cầm mic mở lắm rồi. Alo, alo Thanh Thủy. Rồi, mời Thanh Thủy nha. Cảm ơn Sư Dục Quỳnh. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đại chúng. Dạ con xin phép được cùng câu pháp cú 148 ạ. Parichinang midang rupang roganit tham pavanguran pichati Bồ Tí Sanh Đề Hồ Ba Ra Nam Tâm Hí Chi Quý Tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ dở, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc lại lần nữa. Parichinang Namidang Rupang Roganithang Pappangurang Pichati Putisang Deho Maranam Tam Hichi Vitang. Dạ con đã đọc xong rồi. Kính mời mới mời Rạng Đông ha. Con kính tri ân đạo tràng. Sa thú Sis Thanh Thủy, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ từng tọa minh hạnh, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 148. Parichinami đằng rù bằng rù ga ni thằng ba phần gu rằng Phật cha ti bồ ti san đề hồ ma ra nan tan hi chi quy tăng pa ri chi na mi đăng ru pang ro ga ne thang ba phang gu rang Phật cha ti bồ ti san đề hồ ma ra nan tan hi chi quy tăng pa ri chi na mi đăng ru pang Rô gá nê thăng ba phần gu răng Phật cha ti bù ti sang đề hồ Mã ra nằm tành hi chi quy tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ dở, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà ri chi na mi đăng ru bằng Rô gá nê thăng ba phần gu răng Phật cha ti bồ ti san đề hồ Ma ra nan tan hi chi quy tăng. Này sẽ bị suy già, thường hay tật bệnh lại hòa quế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô cảm nhận. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sân Kha Giả. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 148. Parichinna mi đăng ru băng ro cha ni nít thăng ba thăng gú răng bít cha tí phù tí sàn đề hồ
ma ra năng tâm hi chi vi tăng ba rít chín na mi đăng ru băng rô gá mít thăng ba băng vũ răng viết cha tí phù tí san đề hồ ba ra năng tâm hi chi vi tăng ba rít chín na mi đăng ru băng rô gá mít thăng ba băng vũ răng viết cha tí bù tí san đề hồ ma ra năng ma ra nan tâm hí chi quý tăng sắc này bị suy già ổ bệnh tật mỏng manh nhóm bất tịnh đổ vỡ chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: thân này sẽ bị suy già, thường bệnh tật lại hòa quế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công nhân đã đọc bài xong, và mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Và mời cô. Dạ, sơ thú lên thay, cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ quý tu nữ và thằng chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Thanh Thủy và Nhật Quỳnh đã biết trong cho biết nghe rõ. Dạ, bây giờ thì em xin kể kinh pháp cú số 148. Dạ, cảm ơn Vinh và Thanh Á. Ari chinh na mi đăng ru băng ru ga nít thăng ba phăng gu năng phi cha ti pu ti san đê hô ma ra nam tăng hi chi vi tăng ghi trình nam đăng ru bằng ro ga nít thăng bắp phần gu năng phi cha ti po ti san đề hồ ma ra nan tan chi vi tăng ba ghi trình nam đăng ru bằng ro ga nít thăng bắp phần gu năng gu răng phi cha ti pu ti san đê hô ma ra nan tăng hi chi vi tăng sắc này bị suy già ổ bệnh ổ tật bệnh mỏng manh nhóm bất tịnh đổ vỡ chết chấm dứt mạng sống bát đi chinh nam đăng ru băng ru gan nít thăng bắp phăng gu năng gu răng phi cha ti po ti san đề hồ ma ra nan tan chi vi tăng thân này sẽ bị suy già, thường hay tật bệnh lại hòa ế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tự thần bên cửa đợi chờ mang đi. Khổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Huynh Quách Thanh Á. Dạ, kính mời Huynh ạ. Sa thu lành thầy, cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵng Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Còn thì được kể kinh pháp cú số 144 ở năm 48. Và cảm ơn sư Tạng Đồng, sư Thần Thủy cho biết nghe rõ sư Nhật Huỳnh nữa. Parichinna midang rupang roganithang papanngurang pichati puti sandeho mara
tăng hi chi vi tăng parichinnami đang rupang roganithang papangurang pichati puti sandeho maranan tani chivitang parichinnami đang rupang roganithang papangurang pichati puti sandeho maranan tani chivitang parichinnami đang rupang roganithang papangurang pichati puti sandeho maranan tani chivitang. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch của ngài Minh Châu: thân này sẽ bị suy già, thường hay tật bệnh lại hòa uế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức Nam Mô Phật Thà dạ. À, mến mời Tinan nha, Tinan vừa vào rung, mến mời Tinan nha. Dạ, con kính thanh lễ và ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 148. Panamitang rupang rokamitang pakwan kurang vichati puti san deho maranang tanhi chiwitang parichin namitang rupang rokamitang pakwan Pavangurang Vichati Puti Sandeho Maranang Tanhi Chivitang. Này bị si già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Parijinami đăng rupang rokandi thăng pa phang gu lăng phin cha ti pu ti san de ho maranan tan hi chi vi tăng. Parijinami đăng rupang lô can ni thăng pha văn gu răng vinh cha ti bu ti san đê hô ma ra nam tăng ni chi vi tăng. Thân này sẽ bị si già, thường hay tập lại hòa ế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn Sích Thi Na. Nam mô Bích Hà Giá, con thành kính lãnh lễ đại đức Tịnh Lạc cùng chư Trung Đức vừa vang năm đạo dạo đạo tràng. Dạ cảm ơn Thanh Thủy. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và con xin ôn bài Phúc Kinh số 148. Và cảm ơn Minh Bát Hà Ná cho bài học. Bari chinh năng mi đăng su bằng rô gánh nít thăng bác hành gu răng vịt chất ti bù ti sàn đệ hô ma ra nành tanh hì chi vi tăng. Bari chinh năng mi đăng rù bằng rô gánh nít thăng
ma phần gu rằng phật chết ti bồ tì sanh đề hồ ma ra nành tăng thì chi vi tăng ba ri chìn nam mi đăng đủ bằng rơ gan nết thằng ma phần gu rằng phật chết ti bồ tì sanh đề hồ ma ra nành tăng thì chi vi tăng sắc này bị suy già ổ tật bệnh mẫn manh nhóm bất tịnh đổ vỡ chết chấm dứt mạng sống. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ cảm ơn rằng đông. Bà rị chín na mì đặng rô băng rô ga hi rô ga ni thăng bà phản gu răng phê cha ti bu ti sẵn đề hô ma ra nan tăng hì chi vi tăng bà đi chinh na bì đặng su băng rỡ ga ni thăng bà phản gu răng phịch cha ti bu ti sẵn đề hô ma ra nan tăng hì chi vi tăng bà ri ni bà ri chín na mì đặng su băng rỡ ga ni thăng bà phan gu răng phật cha ti bu ti sẵn đề hô ma ra nan tăng hì chi vi tăng thân này sẽ bị suy già thường hai tật bệnh lại hòa uế nhơ mỏng manh mạng sống từng giờ tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Và đồng hồ con còn sớm 6 phút, cũng đọc 3 lần, kể 3 lần rồi mà con trông chờ có một vị nào đưa bàn tay lên mà con chưa thấy vị nào, cũng như chưa thấy vị nào mới vào đạo tràng. Có lẽ hôm nay một ngày quý Phật tử bận rộn nhà, hoặc là ngủ quên nên là thiếu vắng một chút bạch sư. Và bây giờ thì con cũng thấy sư đã có ở trong đạo tràng rồi. Sư có cho phép con thỉnh pháp sư không? Hay cuối tuần? Dạ, sư có cho phép. Dạ vâng, vậy con và dạ, nhật bình thành kính tri ân cô tu nữ Tệ Duyên, Thích Thi Na, Vinh Quát Tha Ná, Cẩm Vân và Rằng Đông Thanh Thủy đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tịnh đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu khúc của kinh số 149. Và cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bụt Ha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To, Arahato, Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To, Arahato, Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To, Arahato. Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc nặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhân lời nhân chẳng gì hơi, viết mơ đạo đại đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn,
một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phụ cập Adam mưa là rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Lạc từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 149. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính lễ chư Tăng Thượng Vọng Minh Hạnh và mến chào toàn thể các quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay ngày thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 149, phẩm Charavaka, phẩm già, phẩm già. Dạ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeni sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami patipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. It's 7 o'clock. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con xin kính lễ chư tăng cùng với toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 149. Xin câu ngài chính thần. Câu số 149. Dạ. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 149 có nội dung như sau. Yani mani abathani alabune wasarade kabotakani athini tani disawana karati yani nami abathani alabune wasarade kabotakani athani tani desawana karati. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy còn vui gì. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Indachanda Chánh Thân.
có sự thích thú gì sau khi nhìn thấy những khúc xương này đây có màu trắng xám, tựa như những trái bầu được bỏ nằm rải rác vào mùa thu? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 149 này. Yani mani abathani alabune wasarade kabota kani athini tani disawana karati. Dạ, vị nào quan hệ giúp cho cái phần ngữ vựng của câu kệ ngôn này? Yani mani apathani alabune wasde kabota kani athini tani disawana karati. Có sự thích thú gì sau khi nhìn thấy những khúc xương này đây có màu trắng xám, tựa như những trái bầu được bỏ nằm rải rác vào mùa thu? Máy của cô Nhật Quỳnh bị đứng rồi. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với buổi sinh hoạt. Câu đầu tiên, Yani mani apathani. Yani mani apathani. Chúng ta có từ là Yani cộng với lại là ý mani. Yani imani, khi mà ghép lại thì chúng ta có từ yani, yani mani. Yani là những cái này đây là một đại từ. Những cái này là những cái nào thì có một cái danh từ đi theo nó. Yeah. Imani cũng có nghĩa là những cái này. Imani là những cái này. Apathani là một cái quá khứ phân từ của cái từ có cái từ apa và cái căn động từ asati là vứt bỏ, lìa bỏ, bỏ đi. Apathani. Giá đúng rồi, vậy giá phải có tá. À, gia ní ta ní, một cái cặp từ quan hệ đây, gia ní ta ní. Câu thứ hai, Alabunewasarate. 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 Alabunewa
tách ra là Alabuni. Cộng với E quá. Cái bài kinh, cái bài kệ này chúng ta thấy những cái từ chia ở cái đuôi đó là Ani, Ani rất là nhiều. Bởi vì đa phần những cái từ vựng đây ở thể trung trung tánh. Cái này Tịnh Đạt nghĩ chắc trong ngôn ngữ Pali, không biết ngôn ngữ khác nó có cái tánh này hay không. Một cái từ vựng, một cái danh từ có cái tánh của từ, cái liên cá của từ có nam tánh, nữ tánh và trung tánh. Thì mỗi cái tánh như vậy nó sẽ có cái bảng chia danh từ riêng, riêng biệt. Đây là Alabuni là những trái bầu. Alabuni là những trái bầu. Cái từ Alabu, Alabu là trái bầu, chia ở trung tánh xuống nhiều. Chủ cách Alabuni. Eva, Eva đây là cũng ví như là giống như. Sarade, Sarade là mùa thu, mùa thu. Mùa thu. Câu thứ ba, Kabotakani Athini. Kabotakani Athini. Kabotakani cũng là trung tánh chỉ ở chủ khách xuống nhiều. Có cái màu trắng xám. Có cái màu trắng xám. Thì ở trong cái phần dịch Việt ngữ của Ngài Minh Châu thì Ngài dùng là xương trắng bồ câu. Xương trắng bồ câu. Cái từ trong cái từ Pali có cái từ giải thích cái màu trắng xám hay là cái màu trắng đục, giống như là cái màu lông của chim bồ câu. Bồ câu thì có rất là nhiều màu, nhưng mà chúng ta cứ hiểu đó là cái màu trắng đục, trắng xám. Kabotakani. Rồi Athini. Athini là những khúc xương. Xương. Những khúc xương. Tani disawana karati. Tani disawana karati. Cái từ tani ở đây á, thì nó dùng để xài chung với lại cái cặp từ yani tani mà chúng ta thấy từ ban đầu đó. Yani tani. Cái này cái kia. Thường sẽ dùng chung một cặp trong cái Pali. Cũng là ý nghĩa nó là một cái đại từ. Và cái từ Yani Tani ở đây là đại từ ám chỉ cho cái những cái khúc xương. Những khúc xương này, những khúc xương kia. Disawana. Disawana là đã nhìn thấy. Disawana, cái từ này thì ta có hai cái thói quen, cái cách đọc theo cái thói quen, tức là chúng ta đọc là diso, đọc giống như là chữ so mà chữ so nó có chữ o ở giữa.
Còn không thì chúng ta đọc theo cái thường giống như là âm đọc của bên Thái, Pali Thái thì đọc một chữ S nó rõ luôn. Disawana, disawa, sawa luôn, sờ. Nó rõ hơn là cái cách phát âm đầu tiên là swa. Đọc là disawana, disawana, disawana. Hoặc là chúng ta đọc là disawana. Cách nào cũng cũng được. Disawana là sau khi nhìn thấy. Karati, ka, ka là cái từ dùng để hỏi. Gì? Rati, rati là có cái sự thích thú, có cái sự thích thú. Tại vì chữ ca đó nó nằm ở cái thể nữ tánh, vì nó chia chung với lại cái từ rati, rati cũng là một cái từ ở thể nữ tánh, sự thích thú, sự dính mắc. Ca rati là dính mắc gì, thích thú gì, thích thú gì, dính mắc gì khi mà nhìn thấy những cái khúc khúc xương có cái màu trắng xám hay trắng đục, bị vứt bỏ rải rác giống như là những trái bầu mùa thu bị héo mòn héo úa, lăn lóc khắp nơi. Thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái duyên sự, chúng ta sẽ hiểu tại sao mà có những cái ví dụ cũng như là tại sao xuất hiện có những cái khúc xương bị rải rác khắp nơi. Dạ, đó là chúng ta vừa sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 149. Và một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 149. Yani mani abathani ala ala bune wasarade kabota kani athini dani disawana karati. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Hoặc là bản Việt của ngài Giới Đức. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Nam mô Bụt Thầy Giác. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 149 này. Câu pháp cú số 149 liên quan đến một cái duyên sự nói về một nhóm các vị tỳ khưu có cái sự lầm lẫn, có cái sự lầm lẫn trong cái pháp chứng của mình. Ở trong cái tựa đề được đặt ở trong cái chú giải đó là Sambahula Thimanika Bhikkhu, là một số một nhóm số đông các vị tỳ khưu tăng thượng mạng. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự này. Đức Bổn Sư thuyết cái duyên sự, thuyết cái câu kệ ngôn này khi ngài đang trú ngụ tại Cetavana Vihara, chùa Kỳ Viên, đề cập đến
một nhóm các vị tỳ khưu nhầm lẫn về cái pháp chứng của mình. Cái câu chuyện xảy ra là có một nhóm các vị tỳ khưu, trong chú giải thì nói là 500 vị, sau khi xuất gia, sau khi thọ cái pháp hành từ Đức Phật, các vị đã xin phép để vào trong sâu vào trong một khu rừng để mà hành đạo, thực hành theo cái đề mục, cái pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy. Rồi sau bao nhiêu cái nỗ lực tinh tấn, các vị này có những cái pháp chứng, tức là thành tựu những cái an lạc, những cái hạnh phúc, những cái thiền chứng mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, chưa từng có. Và thưa quý vị biết rằng ở trong thiền Phật giáo đó, chúng ta tìm hiểu thì chúng ta biết rằng thiền sắc giới, thiền vô sắc giới có khả năng lắng dịu phiền não tạm thời. Thực sự ra chúng ta nói rằng tạm thời không phải đơn thuần chúng ta nghĩ rằng giống như là mình ngồi thiền 5-10 phút hay là nửa tiếng. Cái tạm thời nó của mình nó rất là mỏng manh. Còn cái thiền mà các vị tỳ kheo này chứng đó là các ngài đã chứng các cái tầng thiền của hiệp thế, và cái phiền não được lắng xuống tạm thời gần như là không có phát hiện, và nó an lạc, nó thanh tịnh, nó hạnh phúc, nó an vui khi mà phiền não nó vắng mặt một cái thời gian rất là dài, trong vài ngày, trong vài tuần. Cho nên các vị xác thấy rằng thân tâm của mình trong sạch, và các vị nghĩ rằng mình đã đạt được cái đạo quả của siêu thế, đạo quả của tu đà quần, tu đà hàm, a đà hàm, a đà hán. Cho nên sau khi có những cái pháp chứng này, các vị đã cùng nhau để mà quay về gặp Đức Phật một lần nữa để trình lên cái pháp tu của mình, cũng như là để cho được Đức Phật Ngài xác nhận. Ngài xác nhận. Khi mà về đến chùa Kỳ Viên đó, thưa quý vị, rằng Đức Phật Ngài ở trong cái phòng của Ngài đó, Ngài biết được cái nhóm các vị tỳ kheo này đang gặp một cái khó khăn cần phải vượt qua, đó là chướng ngại của cái việc mà thực hành, chướng ngại trên con đường hành đạo, chướng ngại của cái pháp chứng. Và cái điều này thực sự ra, thưa quý vị, rằng khi mà bước chân vào tìm hiểu Phật pháp và bắt đầu chúng ta thực hành những cái pháp thiền đó, thì phải nói rằng cái điều mà chúng ta lo lắng, điều mà chúng ta hay sợ, đó là không có chánh niệm hay phóng tâm. Dạ, quý vị có còn nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta thường lo là chúng ta ngồi không có được, ngồi không có yên, rồi chúng ta không có theo được cái chương trình tích cực của cái thiền đường. Rồi chúng ta ngồi thì chúng ta sợ đau nhất, chúng ta sợ không có giữ được cái chánh niệm. Nhưng mà thưa quý vị, đó là những cái điều mà rất là căn bản. Và cái điều căn bản đó nó giúp cho cái thiền sinh phát triển về cái thiền định của mình.
Và cái điều khó khăn đó nó giống như là những bước đi chập chững. Nhưng mà khi đã biết đi rành rồi đó, khi mà chúng ta hành thiền tốt rồi đó, chúng ta lại gặp một cái cản trở, cái khó khăn nó cao hơn. Mà ở trong cái pháp thiền á, hay gọi nó là phiền não do tu tập phát sanh, hay là cái sự trở ngại do cái phát triển của thiền định của mình. Cái điều này thật sự ra khi nghe, khi mới lần đầu nghe, chúng ta rất là bỡ ngỡ, rất là làm khó hiểu. Tại sao tu tập càng tu lại càng lún sâu, mà đôi khi càng tu, nhất là tu thiền đó, lại càng có nhiều cái phiền não. Ở đây Tịnh Đạt muốn nói rằng là khi mà mình tu thiền tốt đó, tu tập được an vui, cái phiền não ở đây, cái chướng ngại ở đây không phải là do cái buồn ngủ, do cái phóng tâm nữa, mà là do mình dính mắc vào cái sự an vui đó mà không phát triển được. Dính mắc vào trong những cái giờ ngồi yên lặng, dính mắc vào trong cái cảm giác lâng lâng, thoải mái. Cái cảm giác đó chưa từng bao giờ chúng ta trải qua trong cái đời sống của mình, trong cái đời sống bận rộn của mình. Thì chính những cái cảm giác thiền, những cái kinh nghiệm của thiền mà mình thực chứng được đó, thì phải nói rằng không khéo nó sẽ là một cái chướng ngại, trở ngại rất là lớn để phát triển về thiền. Bởi vì lúc đó chúng ta không có tin ai hết. Chúng ta chỉ tin vào chính mình mà thôi, tin vào cái kinh nghiệm thực của mình mà thôi. Cái điều này Tịnh Đạt nói thì không phải là chỉ đơn thuần nói mà không có cái xảy ra. Các vị ở đây thì Tịnh Đạt nghĩ rằng các vị cũng từng đi hành thiền ở các nơi, và quý vị từng nghe các vị thiền sư, các vị bạn đạo nhắc về những cái câu chuyện, những cái thiền sinh bị dính vào những cái trạng thái như thế này. Và lúc đó thì quý vị chỉ có một cách duy nhất, nhà chỉ có một cách duy nhất, đó là cái vị thiền sinh đó chấp nhận, giao hết cái tánh mạng cũng như là cái con đường hành đạo của mình vào một cái vị thiền sư mà mình đặt niềm tin. Thì lúc đó mình, cái vị thiền sinh đó mới có cái cơ hội để mà vượt qua bản thân mình. Chỉ có một cách duy nhất. Ở đây thưa quý vị rằng trong thời kỳ Đức Phật, trong cái câu chuyện này, nhóm các vị tỳ khưu 500 vị này rất là may mắn. Ở đây mình nói cái từ may mắn, thực sự ra các vị đã có những cái phước ba la mật rất là nhiều rồi. Bởi vì Tịnh Đạt nói sao là may mắn? Bởi vì những vị này tu tập bị cũng những cái pháp thiền, những cái pháp chứng đó làm cái trở ngại, làm cho những cái vị này lầm tưởng là mình đã dứt hết cái phiền não rồi. Mà khi mà quay về gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật Ngài biết được những vị này gặp cái khó khăn chỗ nào để mà Ngài giúp đỡ. Thì khi mà Đức Phật Ngài đã giúp đỡ rồi, thì Ngài giúp đỡ Ngài tạo cái điều kiện như thế nào để cho những cái vị này có cái bài học, nhận ra rằng mình chưa phải là thánh. Và tùy theo cái cơ duyên mà Đức Phật Ngài sẽ tiếp độ, Ngài sẽ nhắc nhở, Ngài sẽ sắp tấn, Ngài khuyến khích làm cho các vị này hiểu pháp. Thì khi nhóm các vị tỳ khưu này trên đường quay trở về chùa Kỳ Viên, chuẩn bị để ý kiến Đức Phật, thì Đức Phật Ngài dặn Ngài Ananda ngăn cản các nhóm các vị tỳ khưu này. Ngài chưa muốn gặp trực tiếp. Ngài bảo Ngài Ananda rằng
Ngài bảo Ngài Nanda nói với lại truyền lời của Đức Phật nói với các vị nhóm tỳ khưu đó. Bây giờ á, các vị hãy đi vào trong cái tha ma mô địa, cái nghĩa địa đó thưa quý vị. Rồi sau đó hãy về gặp Đức Phật. Cái tha ma mô địa hay là cái nghĩa địa đó, cái thời xưa mà nhất là Ấn Độ nữa, thì nó hoàn toàn khác với lại ở Việt Nam chúng ta. Việt Nam ngày chúng ta thì cái nghĩa trang, cái nghĩa địa thì được chôn cất rất là đàng hoàng, được tẩn liệm, được xây mồ mã rất là sạch sẽ. Còn Ấn Độ ngày xưa và ngay cả thời nay thì chúng ta vẫn còn bắt gặp những cái hình ảnh, tức là người mất đó, cái người chết đó, họ không có tẩn liệm vào trong quan tài. Đa phần là họ thiêu ngoài trời, tức là thiêu xác ngoài trời. Họ quấn vải xung quanh rồi họ đốt. Chứ họ không có để trong cái quan tài. Và cái thời nay là vậy, cái thời xưa thì đôi khi người ta không có điều kiện. Và cái quan niệm ngày xưa nó khác. Người ta có thể quấn cái tử thi, cái người mất đó, họ bỏ vào trong một cái khu. Và trong cái khu đó thì người ta gọi là cái khu tha ma. Cái khu đó là cái khu để mà bỏ người chết. Thì khi mà bỏ như vậy thì có thể thú rừng nó ăn. Rồi có thể đó là rã xương, rã thịt. Rồi từ từ nó phân hủy. Chứ không có chôn cất đàng hoàng hay là không có... Mà ở đây không phải là cái quan niệm, mà là do cái tập tục. Nhiều cái tập tục. Quý vị tìm hiểu ở trên nhiều nơi trên thế giới, chúng ta tìm hiểu có những cái tập tục nó không giống ở Việt Nam mình. Giống như là ở bên khu vực ở Tây Tạng đó, cái người mất đó, họ mang lên một cái khu, và trên cái khu đó có một cái người quản lý. Khi mà họ mang cái thi thể lên cái khu đó đó, cái người quản lý họ tiếp nhận. Và quý vị biết rằng họ dùng dao, dùng những cái búa để mà họ xẻ thịt. Họ cắt thịt thành từng cái miếng để cho những cái con thú rừng hay là những con chim nó ăn. Và nhiều khi nó ăn hết thịt rồi, xương, thì người ta phải dùng những cái búa để mà đập vỡ cái xương ra để cho thú nó dễ ăn. Đó là những cái tập tục mà so với quan niệm ở Việt Nam mình, cái tập tục ở Việt Nam mình thì nó không có giống. Đương nhiên thì ở đây chúng ta không nói cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đúng, cái nào sai. Nhưng mà đó là những cái tập tục, quan niệm của từng địa phương, của từng quốc gia, của từng cái tôn giáo. Thì quay lại đó là 500 vị tỳ khưu này nghe lời Đức Phật đi đến một cái nghĩa địa. Và ở đó thì người ta quăng xác chết rất là nhiều. Xác chết phân hủy, có xác chết đã phân hủy lâu rồi, còn xương rải rác khắp nơi cũng có. Và những xác chết mới, tươi vẫn có. Và quý vị lưu ý là xác chết họ quấn bằng vải, vải trắng đó, chứ họ không có tẩn liệm trong cái quan tài. Chính vì vậy mà trong cái thời kỳ đầu đó, thưa quý vị, rằng chư tăng mặc y là đi lượm y vải ở những cái bãi rác, hay là những cái vải gọi là băng sức cuôn lá, là vải băng tử thi đó, cái vải để mà quấn tử thi đó, rút cái vải nó về rồi sau đó giặt mai rồi nhuộm
mới thành chiếc y. À, nhất là những vị mà thọ đầu đà hạnh ở trong rừng, những vị mà mặc phấn tạo y, để cho cái việc mà mặc y nó không có gì bị dính mắc vào cái y áo. Khi mình mang cái y mà quấn tử thi đó, thì quý vị nghĩ rằng có còn tâm hồn nào để mà yêu mến, để mà nâng niu, giống như là một cái chiếc y mà cà tê, một cái chiếc y mà được mai kỹ lưỡng từng mũi chỉ không? Nó khác hoàn toàn. Và cái băng sô cô la được giữ hiện tại Việt Nam và ở nhiều nơi Phật giáo Theravada, thì mỗi khi mà có đám tang đó, thì các vị Phật tử hay mở những chiếc y may sẵn mà máng lên chỗ quan tài đó, quắt ngang quan tài. Thay vì bình thường chúng ta cầm nguyên cái bộ y, chúng ta dâng chư tăng thọ nhận, rồi sắp xếp vị nào sẽ được cái phần y đó. Còn trong cái đám tang đó, thì những chiếc y đó được mở ra và dắt ngang cái quan tài. Lúc đó chư tăng tụng kinh và chư tăng sẽ rút cái y đó xuống, mang về sử dụng. Thì đó là cái duyên sự của cái việc đó, là rút vải quấn tử thi, rút vải quấn tử thi để cho mình có cái sự nhàm chán, không có sự dính mắc ở trong cái y áo. Thì nhóm 500 vị tỳ khưu này khi mà vào trong cái nghĩa địa mà chứng kiến những cái cảnh tượng tử thi bỏ lâu ngày, bị thối rửa tử thi, bị thối rửa còn những khúc xương rải rác khắp nơi trong cái khu rừng, và có những tử thi mới được bỏ vào trong đó. Và trong chú giải nói rằng khi mà đến cái tham ma mô địa đó, sau khi mà được đến gần để quán các tử thi ấy á, các hành giả gặp những cái xác chết mới bị bỏ còn tươi, khiến các vị này khởi lên lòng tham ái. Chừng đó mới nhận thức rằng tâm mình còn phiền não. Khi mà đọc đến cái đoạn này á, thì nếu mà vị nào chưa có tìm hiểu kỹ về cái trong cái gọi là cái thâm tham ái, hay là cái thâm mà hay nhất là cái bộ luật tỳ khưu trong cái giới mà cái giới hành dâm, cái giới mà có cái sự quan hệ với người nữ, với con, ngay cả đến những con thú cái đó, thì quý vị đọc vào trong cái điều học đó, quý vị mới rùng mình. Tức là khi mà đọc vào trong đó, chúng ta mới thấy rằng có một cái điều gì đó chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Giống như trong trường hợp này đó, tại sao gặp những cái xác chết, nhìn những xác chết mà tham ái khởi lên, quý vị có hình dung được cái điều này không? Nhìn một cái người khác giới thì chúng ta khởi lên cái tham ái, thì cái điều đó dễ hiểu rồi. Nhìn một cái người đẹp, một mỹ nhân, khởi lên cái tham ái, dù cho là không phải mỹ nhân mà là người khác giới, người mập, người ốm, người cao, người lùn cũng khởi lên tham ái. Nhưng mà đằng này là một cái xác chết. Thì thưa quý vị rằng, có thể rằng ở cái chỗ này đó, chú giải không có ghi rõ nó là cái xác chết là xác chết nào. Nhưng mà để mà khởi lên cái tham ái đối với các vị tỳ khưu, thì Tịnh Đạt nghĩ rằng đây là một cái xác người nữ. Và quý vị biết khi mà người ta quấn vải đó, thì vấn khi mà bỏ thì đôi khi nó không có kín đáo, nó lõ lồ.
Và khi mà cái xác còn mới thì giống như là một cái người bệnh mà bệnh bệnh mà chết đi thì nó không có bị hư ha hư hảo, nó không có bị biến dạng. Thì nhìn cái xác chết mà cái người nữ lõa lồ á, thì phải nói rằng cũng là một cái cảnh tượng để mà khởi lên những cái tham ái, nhìn vào những cái cơ thể rồi khởi lên những cái tham ái. Cái tham ái ở đây nó không phải là liên quan tới cái dục. Chúng ta hãy mở rộng cái sự tham ái ở đây, nó có nhiều cái liên quan, nó không chỉ là liên quan đến cái việc là cái dục tính. Mà khi nhìn những cái xác chết còn tươi và nhìn trên những cái bộ phận cơ thể bị lõa lồ thì các vị tỳ khưu này khởi lên cái tham ái, và lúc đó mới phát hiện rằng tâm mình còn phiền não. Tâm mình còn phiền não. Ở đây sẵn nói tí xíu về trong cái vì nào chúng ta có thời gian chúng ta đọc vào trong cái phần mà giới Parajika của vị tỳ khưu á, cái phần mà giới đầu tiên đó khủng khiếp lắm. Thì có những trường hợp có những cái trường hợp tức là quan hệ xác thịt với người mẹ, với người vợ, với những con thú cái, với già so. Và đặc biệt đó, khi mà Tịnh Đạt đọc đó, rất là kinh, không có thể tưởng tượng được. Đó là với những cái xác chết ở trong rừng, những cái xác chết còn mới, những cái xác chết bị biến dạng, mất hết nửa thân người, những cái xác chết bị dồi, những cái xác chết mà không còn nguyên hình dạng. Đọc tới đây á, chúng ta không có phải là để soi mói là cái vị nào phạm hay là tại sao cái vị xuất gia mà còn làm những cái việc như vậy. Chúng ta hãy nghĩ về một cái khía cạnh, đó là cái tâm tham ái đó, cái tâm tham dục đó, nó kinh khủng. Và chính vì cái không có bờ bến, tham mà tham vô tận hay là dục mà dục vô tận, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình rất là nhiều. Quý vị chúng ta theo dõi báo chí thông tin đó, chúng ta thấy những cái, nhất là báo mà báo công an hình sự, những cái trường hợp đó là những người lớn tuổi mà già không nên nết, 70-80 tuổi mà vẫn phạm vào cái điều là hãm hiếp trẻ em, trẻ vị thành niên. Quý vị thấy rằng cái dục tính đó, nó không có phân biệt tuổi tác, nó không có phân biệt giai cấp, nó không phân biệt là cái đối tượng là gì, mà khi nó khởi lên nó làm khổ mình, khổ người. Nó không đơn thuần là cái việc tham ăn hay là ưa muốn thích thú, là cái đó rất là thô thiển. Còn những cái gọi là, bởi vì chúng ta không có mà khéo léo để mà quán xét, để mà kìm nén, để mà giải tỏa, thì có những chuyện đáng tiếc nó xảy ra liên quan đến cái tham dục hay là cái dục tính. Thì quay lại cái câu chuyện đó là, thì vị nào có cái dịp đi, vị nào có thời gian chúng ta mở vào trong cái trang web của Ngài Chánh Thân á, cái trang văn học Pali, để Tịnh Đạt gửi cho quý vị luôn. Quý vị không cần đọc hết đâu, chúng ta chỉ cần lướt qua thôi, thì chúng ta sẽ thấy là một cái là kinh khủng. Quay lại cái câu chuyện duyên sự ngày hôm nay, đó là sau khi nhận biết rằng mình không phải là thánh nhân, không phải là đã dứt trừ những cái phiền não, thì khi mà nhận biết được như vậy đó, tâm của các quý vị nó không còn giống như là tự mãn,
Nên ban đầu là những cái pháp thiền chứng làm cho các vị này là tự hiểu lầm và bản thân mình là đã thánh rồi, không còn phiền não. Nhưng mà khi nhận ra đó là tâm mình không còn cái không phải là thánh và còn những cái phiền não như vậy đó, thì tâm của các quý vị đó là sẵn sàng để mà nghe pháp. Thì lúc đó thưa quý vị rằng Đức Phật Ngài đã xuất hiện, và trước cái đề tài đó là quán về cái sinh lão bệnh tử, nhất là cái chết, những cái tử thi, những cái xương bị phân hủy rải rác khắp nơi trong cái nghĩa địa đó, thì Đức Phật Ngài đã thuyết lên một cái thời pháp để sách tấn cho nhóm các vị tỳ khưu này. Và sau cái thời pháp đó thì các vị tỳ khưu này đã thật sự cắt trừ được những cái phiền não, đã chứng được thánh đạo thánh quả A La Hán. Và sau đó thì Đức Phật Ngài đã ngâm lên một cái bài kệ để đúc kết cho cái câu chuyện đã xảy ra xuyên suốt. Như trái bầu câu chuyện là như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Đây là một cái đề tài rất là lớn, và nhưng mà rất là hiếm người thực hành. Bởi vì đây là một cái đề tài quán niệm về sự chết, nhất là quán niệm về tử thi đó, thì phải nói rằng phải có một cái nội tâm vững vàng mới theo đuổi cái đề tài này được các quý vị. Thường thường các vị thấy các ngài bên Miến Điện đó, các ngài Sayadaw, các ngài lãnh đạo trên Miến Điện đó, các ngài Tam Tạng đó, thì Định Đạt nghe kể rằng không phải là những vị đi pháp học, đơn thuần là những vị đi pháp học, học hành tài, thi đậu các bằng cấp. Để mà trở thành một cái vị lãnh đạo như vậy, thưa quý vị, các vị đi pháp hành rất là nhiều năm. Và không chỉ là pháp hành ở những trường thiền không đâu, mà các vị ở sâu ở trong rừng, ở sâu ở trong rừng. Cái đề tài mà quán niệm về sự chết ở đây, cũng như là cái trường hợp mà Đức Phật Ngài sách tấn, Ngài dạy cho cái nhóm các vị tỳ khưu này, giúp cho các vị tỳ khưu này nhàm chán về cái sự dính mắc về bản thân mình, cũng như là dính mắc cái tham ái, cái tham dục. Do đó, qua đó mà giúp các vị này cắt trừ được cái phiền não. Một cái đề tài quán niệm về sự chết, Tịnh Đạt nghĩ rằng nếu mà những người nào học Phật Pháp, theo Phật giáo mà bỏ qua cái pháp niệm quán sự chết này, phải nói rằng mất hết 50 cái ý nghĩa cuộc tu. Bởi vì đa phần đối đến với Phật Pháp, đối đến với cái đạo đó, số đông, phần đông là những vị rất là thích tìm hiểu về phước, về nghiệp, làm sao để mà làm lành tránh dữ, làm sao để mà có được cái phước đức, làm sao có được cái phước vật, làm sao được có được một cái đời sống tốt đẹp ở trong cái tương lai. Số đông, phần đông là vậy. Nhưng rất là ít người tìm đến cái việc đó là làm sao để mà thanh lọc thân tâm, làm sao để mà càng ngày chúng ta càng chín mắt, làm sao để mà càng ngày tâm của chúng ta càng bớt cái phiền muộn về liên quan về cái bản thân mình, liên quan về cái tài sản của mình, liên quan về cái những cái mối liên hệ như là con cái, chồng vợ, bà con, thân quyến, bạn bè. Thì Tịnh Đạt nghĩ rằng cái pháp quán niệm về sự chết nó sẽ giải quyết rất là nhiều. Nó giúp cho chúng ta giúp cho chúng ta cởi bỏ
cái dính mắc. Ở đây quán niệm về sự chết nó không phải là cái việc đó là nghĩ về cái chết, nó khác hoàn toàn. Nó khác hoàn toàn. Nghĩ về cái chết đó là một cái nghĩ tiêu cực. Nhưng mà quán về sự chết đó là một cái suy nghĩ tích cực. Khi mà chúng ta thức dậy mà vào mỗi buổi sáng, chúng ta bước chân xuống giường, chúng ta mở cửa, chúng ta rửa mặt, và chúng ta nghĩ rằng có thể đây là những cái lần mà chúng ta sinh hoạt cuối cùng. Và chính vì cái suy nghĩ này đó làm cho chúng ta không có bận tâm về cái thị phi, về cái buồn phiền. Chúng ta không còn nhiều quá nhiều cái thời gian để mà làm những cái chuyện nghĩ về cái chuyện thị phi hay là buồn phiền, ganh ghét, đố kỵ, mà chúng ta sẽ chú trọng vào những cái việc làm tốt đẹp cho mình, cho người, tốt đẹp cho đời, cho đạo. Và chính vì cái thực hành về cái pháp quán niệm về sự chết đó, giúp cho chúng ta quay lại cái bản thân mình, quay lại cái nội tâm mình nó mạnh mẽ hơn. Bình thường chúng ta ngồi thiền hay chúng ta làm các công đức đó, chúng ta còn bị dính mắc bởi cái thời gian của mình, cái công việc của mình, và nó làm cho mình bị chi phối phân tâm. Nhưng mà khi mà mình quán niệm về sự chết, mình không còn nhiều cái thời gian, mình không biết là chết lúc nào, chết như thế nào, chết ra sao. Và khi mà mình làm, và mình làm cần bằng cả hồn, mình làm bằng cả cái sự trân quý cái thời gian. Có một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ được học ở trong cái bài câu kệ ngôn pháp cú sau đây, sau nữa, đó là 174, và chúng ta sẽ học cái câu kệ, cái duyên sự này ở 174. Có một cái câu chuyện rất là hay và rất là đáng nhớ, và cũng rất là dễ nhớ nếu chúng ta để ý. Nó rất là hợp thời trong cái buổi chia sẻ này, thì tình đài xin được dẫn chứng và chúng ta sẽ được học trong tương lai. Câu kệ ngôn pháp cú số 179 đó: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Thì cái câu kệ này có một cái câu chuyện rất là hay liên quan về cái quán niệm về sự chết. Tức là một lần Đức Phật Ngài về một cái thành gọi là Alavi, và Ngài giảng về cái đề pháp quán niệm về sự chết. Đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên. Chắc chắn ta sẽ chết, cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định, cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sự sợ hãi kinh hoàng, như một người đi đường gặp rắn, không có gậy trong tay, run rẩy đường giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong phút giây cuối cùng của cuộc đời. Và như một người gan dạ thấy rắn từ xa, đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế hãy quán niệm về sự chết. Sau khi Đức Phật Ngài giảng một cái đề tài về sự chết ở thành Alavi, thì lúc đó thì dân chúng họ nghe xong họ cũng sa thú lành thai, nhưng mà họ không có thực hành. Riêng chỉ có một cái cô gái, một bé gái, con của người thợ dệt, nghe lời Đức Phật giảng và thực hành. Sau 3 năm kiên trì về cái đề tài quán niệm về sự chết, thì cô ta rất là thuần thục. Và Đức Phật Ngài muốn tán thán cái công hạnh
cũng như là cái sự kiên trì của cô bé gái này, Ngài đã quay lại một lần nữa. Và lúc đó thì Ngài đặt ra bốn cái câu hỏi. Bốn cái câu hỏi này thì Thịnh Đạt nghĩ rằng chúng ta sẽ rất là dễ nhớ, bởi vì bốn câu hỏi này thoạt nghe thì chúng ta không thấy có liên quan. Thứ nhất đó là con từ đâu tới, Đức Phật Ngài hỏi bé gái đó. Thì bé gái mới trả lời là bạch Thế Tôn, con không biết. Đức Phật Ngài hỏi con sắp đi đâu, bé gái trả lời là con không biết. Đức Phật Ngài hỏi tiếp có phải con không biết, bé gái trả lời vâng, con biết. Có phải con không biết, nhưng bé gái lại trả lời vâng, con biết. Câu cuối cùng Đức Phật Ngài hỏi con có biết không. Nè, chúng ta để ý những cái từ lặp đi lặp lại, nó có cái từ biết với từ không biết. Bé gái mới trả lời là bạch Thế Tôn, con không biết. Cái câu số 3 là cái bé gái vừa trả lời biết, nhưng mà qua câu số 4 lại là không biết. Thì cái từ biết chứ không biết nó là như thế nào? Nó là như thế nào thì chúng ta nghe cái lời giải thích ha. Đây, cái lời giải thích đây. Chúng ta chỉ cần nhớ cái đoạn này. Thính chúng không hiểu khi nghe như thế. Bây giờ Đức Phật Ngài yêu cầu cô gái giải thích. Và cô bé nói, bạch Thế Tôn, bởi vì Ngài biết con từ nhà tới, nên câu hỏi đầu tiên là Thế Tôn hỏi con từ kiếp quá khứ nào con tới. Con mới nói là không biết. Câu thứ nhì là hỏi về kiếp vị lai, con mới nói là con không biết. Câu thứ ba Thế Tôn hỏi là con có biết rằng con sẽ chết một ngày nào đó, con mới đáp là con biết. Câu cuối Thế Tôn hỏi là con có biết khi nào con sẽ chết, con nói con không biết. Cái câu hỏi này chúng ta sẽ dễ nhớ, nhớ sâu, nhớ lâu, bởi vì cái từ ngữ làm cho mình tò mò. Tại có câu hỏi là con từ đâu tới, rồi con đi về đâu, rồi con có biết không, rồi con biết, con không biết, rồi con có biết không. Với những câu trả lời của bé gái làm cho mọi người đều hoang mang ngỡ ngàng. Và với cái lời giải thích của cô bé gái, với cái kinh nghiệm tu về pháp quán về sự chết 3 năm, đã trả lời một cái câu hỏi rất là thông suốt, rất là trí tuệ, rất là được cái sự tán thưởng của Đức Phật. Ở đây trong cái câu kệ ngôn này, trong cái câu kệ ngôn 149 này, trong cái duyên sự này, thì chúng ta học được một cái kinh nghiệm, một cái pháp môn về cái quán, về sự chết, cũng như là Đức Phật Ngài dạy cho chúng đệ tử hiện tại, đó là 500 vị thì khu, giúp cho 500 vị này nhờ cái pháp môn này đã nhận ra cái sự thật và đã thành tựu được cái đạo quả A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Thì thưa quý vị rằng, để nói về cái pháp môn quán sự chết á, thì chúng ta phải có từng bước, chúng ta phải có từng giai đoạn. Và Tịnh Đạt đó thì thường khi thì ít có nghĩ về cái việc là mình sẽ chết như thế nào, mình sẽ chết ra sao, chết lúc nào. Thì tại vì khi mình nghĩ như vậy, tâm mình rất là bị dao động, chưa có được bình tĩnh. Nhiều khi thấy quý vị rằng mà chúng ta bị bệnh, chúng ta bị ngạt thở, chúng ta bị sổ mũi, bị ngạt thở, chúng ta bị sốt, chúng ta đối diện với lại cái sự khó chịu của cơ thể này đó, chúng ta liên tưởng là chúng ta sắp chết. Và đôi khi nó làm cho mình bị rúng động, hoang mang. Các Tịnh Đạt hay thực tập thường để chia sẻ với quý vị, đó là khi mình khỏe,
khi mình khỏe mà trên cái giường mà mình chuẩn bị đi ngủ đó, thì Tịnh Đạt hay nằm thả lỏng. Và thả lỏng với một cái suy nghĩ đó là giống như mình đang chết, giống như là một xác chết. Thì quý vị biết đó rằng khi mà mình thả lỏng mà với cái tư tưởng đó là giống như một xác chết đó, thì quý vị biết rằng mình không còn suy nghĩ về cái bên ngoài nữa, mà nó quay hết vào bên trong cái cơ thể này, bên trong cái tư tưởng này. Và lúc đó Tịnh Đạt ghi nhận cái hơi thở của mình á, nó rất là rõ, nó rất là dễ chịu, nó rất là mạnh mẽ, rất là rõ ràng. Và nó giúp mình vừa thư giãn trước khi ngủ, vừa có cái sự tỉnh táo trước khi ngủ. Và nó giúp mình đó là phát triển được cái việc mà quán sự chết. Quán sự chết thì ngày qua ngày nó giúp mình cái điều nhất, cái việc mà tập trung về cái hơi thở, về cái niệm đó, nó rất là tốt. Cái thứ hai đó là nó làm cho mình tỉnh táo trước khi đi ngủ. Quý vị để ý khi nào mà các vị khỏe trong người đó, mà chúng ta đi ngủ với một cái giấc ngủ tỉnh táo, khi mà chìm vào giấc ngủ, khi mà thức dậy chúng ta rất là sảng khoái, tinh thần rất là sảng khoái và khỏe khoắn. Nó không phải là giả dượi buồn ngủ rồi nó mệt mỏi, chúng ta gọi là ngủ quên á, thì thức dậy cái giấc ngủ nó cũng không có sâu, và nó làm cho mình cũng làm như là nó chưa ngủ đủ giấc. Nhưng mà ngược lại khi mà mình ngủ mà mình tỉnh táo chìm vào giấc ngủ đó, ở đây khó diễn tả như thế nào là tỉnh táo chìm vào giấc ngủ. Tức là khi mình ngủ nó chìm từ từ, nó lắng nhẹ, mà mình biết được, ghi nhận được đó, thì lúc đó là nó rất là hay khi mình thức dậy. Thì đó là Tịnh Đạt xin chia sẻ thêm một tí xíu qua cái duyên sự này, qua cái câu chuyện này. Thì bây giờ chúng ta cũng hết giờ rồi, chúng ta sẽ Tịnh Đạt xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt qua câu kệ ngôn pháp cú số 149 tại đây. Một lần nữa xin thành kính tri ân chư tăng và quý vị đã quan lâm và tham dự diễn đàn pháp cú kinh sinh hoạt hàng tuần. Và cũng xin được chúc sức khỏe chư tăng và quý vị luôn luôn được sự an vui, tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, bây giờ xin mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 149 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bà quân tu sắp bà măng lăng rạc khăn tu sắp bà đê quân tu sắp bà bù trà.